có trời mưa trời gió nữa các bạn, mình đốt cơm không được. Ví dụ như nông dân mà có muốn xả loại á các bạn, mà đốt cơm không được á thì xới nó cũng rất nhẹ nha các bạn, cơm nó rất mỏng rất đều nha các bạn. Thấy chiếc máy nào mà gãy gom đẹp như chiếc máy này nha các bạn. Nào người ta mới vô, không lẽ tay tao người ta mới vô. Qua đầy luôn. Này chung trà. Qua đỉnh. Đỉnh hơn chứ đỉnh các bạn. Rồi xe của đang ra lại vô các bạn lấy lúa các bạn. Cái phần đất lớn nữa các bạn, quá dữ ghê không? Này chắc hồi xưa đi cắt lúa cho anh đứng công không nè, quá giỏi không đó. Ông này hồi xưa đi cắt lúa chắc đứng công không quá ngày hay công không ăn mừng ta công ngữ làm được không? Tối ngày thì không ngữ. Đây là máy cắt thủng ở đồng miền Tây này các bạn. Gọi là đang thủng ở đồng cánh đồng lúa miền Tây và cả đất nước Việt Nam nha các bạn. Thì đất nước Việt Nam đang sở hữu gần mấy gần 5 lít là to nhất nha các bạn. Cục này nữa các bạn.
nha mọi người, quá là đẹp luôn, không có một lỗ trống luôn nha các bạn, để gom quá đỉnh. Rồi cái này còn người cắt nữa là xong nha các bạn. Gom gãi nè các bạn ơi, hết ý luôn.